tải ngay FPT Play, xem trọn vẹn SEA Games 31. Xin chào khán giả thân yêu của FPT Play, và chúng ta đang được chứng kiến những hình ảnh đến từ trận đấu giữa hai đội tuyển bóng đá nữ Myanmar và đội tuyển nữ Lào ở trận đấu khởi đầu kỳ SEA Games 31 của hai đội bóng này. Trên màn ảnh các bạn là đội hình ra sân của đội tuyển quốc gia Myanmar trong ngày hôm nay, với thủ thành mang áo số 1 Mayjin New, các cầu thủ mang áo số 2 Ajay Ajaymore, số 4 Khin Thanwai, số 5 Pyong Pyong Win, số 7 Vin Thiêng Tung, số 10 Khin Malatun đều mang đội trưởng, số 11 Miyat Nokin, số 15 June Jujao, số 16 Nohaitet Hetekwai, số 19 Julie Kiwat và số 20 Khin Momotun. Trong khi đó, đội hình của đội tuyển quốc gia Lào gồm có số 1 thủ thành Bagol Phonesay, các cầu thủ mang áo số 3 Chay Kham, số 5 Lanoy, số 9 Fanikone, số 10 Afat Sala đều mang đội trưởng, số 11 Vadi, số 13 Bolling, số 16 Seysamone, số 17 Chinda, số 19 Anuta và số 22 Seng Deuan. Và như vậy là hiệp đấu đầu tiên trận đấu giữa hai đội tuyển quốc gia Myanmar và đội tuyển quốc gia Lào đã được bắt đầu. Hiệp đấu đầu tiên thì các cầu thủ Myanmar sẽ bảo vệ khung thành bên tay trái màn ảnh của chúng ta, và đội tuyển quốc gia nữ Lào sẽ bảo vệ khung thành bên tay phải. Ngày hôm nay Lào sẽ chơi trang phục toàn xanh và Myanmar trong trang phục toàn đỏ. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia nữ Myanmar là ông Tin Minh Jing Aung. Cơ hội lên bóng dành cho Myanmar. Dứt điểm, không vào. Rất đáng tiếc dành cho số 10 đội trưởng của Myanmar. Khin Malatun là người vừa bỏ lỡ cơ hội, nhưng đó là một tình huống tấn công có nét và bài bản của Myanmar. Susa, rất nguy hiểm. Bóng đã đập vào xà ngang. Cú sút đến từ số 7 Thigithun. Bóng đã đập vào chân của một cầu thủ bên phía Lào và bất ngờ đổi hướng. Vẫn đang là các cầu thủ Myanmar. Cơ hội thoát xuống, đưa bóng vào, không thành công. Tình huống đưa bóng vào là của Thigithun, không thể qua được tay của thủ thành Bagol. Những cơ hội đang ngày một nhiều hơn dành cho đội tuyển Myanmar. Tình huống thả đáy hay đến từ Malatun để cho đồng đội có thể băng lên, nhưng pha giải quyết tình huống vừa rồi của Thigithun thì lại quá hiền. Vẫn đang là các cầu thủ Myanmar. Tạt bóng vào, cơ hội không vào, nhưng đã có lỗi việt vị của Thigithun. Số 7 của Myanmar đang là người sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận. Lại là một tình huống tấn công từ biên trái, nơi mà Myanmar trong ngày hôm nay cũng đã có một lần xuyên phá và tạo ra được những sóng gió về phía khung thành của Lào. Căng ngang, cơ hội đến rồi, và cuối cùng thì tỷ số cũng đã được mở. Người ghi bàn là số 7 Thigithun. Cô gái này đã liên tục tạo ra những sóng gió về phía khung thành của Lào. Những nỗ lực của các cầu thủ Myanmar cũng đã được đền đáp. Lần này là một tình huống lên biên phải. Noe Khin đã căng ngang rất hay. 1-0. Các cầu thủ Myanmar xử lý bóng khá khéo. Sút ngay, rất nguy hiểm. Một pha dứt điểm bóng đi cầu Âu không dễ để có thể bắt bài trong pha bóng vừa rồi. Một đường tạt bóng vào trong. Thigithun, cú sút còn hơi nhẹ nhưng nó có một độ hiểm nhất định.
không thể cắt bóng. Sút ngay. Thủ thành của Lào đã suýt chút nữa mắc sai lầm. Rất may là Bagol cũng đã nhanh chóng sửa sai. Người yêu mến Lào sẽ thực sự thót tim trong pha bóng này. Vẫn đang là các cầu thủ Myanmar. Cơ hội không thể sút ngay. Malatun. Bóng nằm gọn trong tay của Bagol. Đang làm rất tốt để ngăn cản. Đánh đâu! Một pha lấy bóng rất nhanh của các cầu thủ Myanmar và bàn thắng thứ hai đã đến với họ. Lần này là một cách tiếp cận khác hơn so với những phút vừa qua. Một quả tạt bổng. Đường truyền rất tốt của Ajemoe dành cho Malatun. Quả đánh đầu dũng mãnh của đội trưởng bên phía Myanmar. Cơ hội dành cho Myanmar. Dứt điểm Malatun. 3-0 dành cho Myanmar. Họ đang dần dần mở toang cánh cửa vào khung thành của Lào khi bước sang hiệp đấu thứ hai. Myanmar đã đẩy nhanh nhịp độ trận đấu và hàng phòng ngự của đội Lào đang liên tục lộ ra những sơ hở. Malatun. Pijungin. Cơ hội. Đã có lỗi việt vị rồi. Cơ hội dành cho Malatun, chưa có hat-trick. Căng ngang. Thikitun. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Bangkorn. Sự ghép rất lớn đang được Myanmar tạo ra về phía khung thành của Lào. Và như vậy là tiếng còi khép lại trận đấu này cũng đã được vang lên. Một chiến thắng xứng đáng dành cho các cô gái của Myanmar. Họ đã giành chiến thắng trước Lào với tỷ số 3-0. Một chiến thắng dù chưa thể giúp đội bóng này vươn lên vị trí đầu bảng, nhưng nó cũng là một sự khởi đầu hoàn hảo dành cho Myanmar tại SEA Games 31. Đến đây thì buổi thực tập trực tiếp trận đấu giữa Myanmar và Lào của FPT Play cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành và quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.